Mà xin chào các bác nha. Là đó nếu video của em thì hôm nay là ổ cắm đã cập nhật vừa về nên các bác về vừa về một thùng nha. Là đúng 100 mẫu luôn. Thì bác nào mình có nhu cầu kênh bốc liên hệ với em qua số điện thoại như trên nha, 0919407501 hoặc 0702188375. Thì em ship hàng toàn quốc nha, có cọc chuyển đủ em bao ship. Thì em xin giới thiệu là cái ổ cắm Nhật như thế nào. Là mình là ổ 5 m, hàng mới tinh chưa qua sử dụng nha. Hiện tại thì em đang về được 100 mẫu. Chuyến vừa rồi 2 thùng là 200 mẫu em đã bán hết rồi. Giờ cái chuyến này là mới về liên tục luôn. Em cập nhật liên tục cho các bác nha. Ổ cắm mới xịn sò chưa qua sử dụng, dây 5 m, cộng to bằng ngón tay luôn nè các bác. Đó, cộng rất là to, tải 3.000 2.000 W thì rất là bình thường. Thì các bác xài là lưu ý giúp em đây nè, mình có là âm tường luôn nè, chống giật nè cho các bác luôn nè. Đó thì các bác xem kỹ gõ và mình mua ha. Đây là ổ Nhật này, sản xuất vào năm 2018. Đó thì hàng là nguyên kiện, là em vừa khui ra còn mới tinh 100%, là chưa qua sử dụng. Ổ cắm thì mình có hết cây, có hết là nó hết 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 vô trong cửa sắt này đó, vậy đó đó nó hết vô cửa sắt vậy nè các bác. Đó rất tiện lợi nha. Đó rồi là nó có 4 ổ cắm nha, có đèn báo. Thì mẫu này hiện tại em đang bán với giá là 170.000 một ổ nha, giá là giá sale luôn, không có lời lời luôn đó các bác, lời ít cho thôi cho các bác mình đã sử dụng. Thì hiện tại em đang bán là 170.000 một ổ cộng ship, 2 ổ 340.000 cộng ship, mua 3 ổ 500.000 miễn phí ship cộng 100, mua 6 ổ với giá sỉ là 900.000 miễn phí ship cộng 200. Đó thì bác nào mình có nhu cầu thì cứ mua inbox liên hệ với em này, dây rất là nhiều này, có mới tinh không luôn này các bác coi nè, đó mới tinh mới chát không nè, hàng Nhật mà còn mới 100% chưa có qua sử dụng nha. Thì em bán hàng cho các bác xem để các bác mình có thể là mua nhanh tay lên để sử dụng, nhiều khi vật dụng mà ổ cắm Việt Nam là nó không qua được nha các bác. Vì sao? Nó hay bị sẹt lửa, là bị lỏng ngóc lắm, còn như mà cái hàng của Nhật như vậy nè, đó thì các bác ghim vào, các bác ghim vào vậy là nó khóa luôn rồi nè các bác. Đó đây, có một tay một cho nên là em làm nó không có chuẩn nha. Rồi bắt đầu bây giờ thì em sẽ là hướng dẫn các bác nè. Ổ cắm Nhật nè các bác thấy không, mình mà cắm vào đây rồi như vậy là mình dịch cho không được, là đã nó đã khóa rồi nè, mình xây qua vậy đó mình mới mở ra được nè các bác thấy không. Đó người ta tiện lợi vậy nè, ghim vô là nó dính luôn, các bác có kéo có gịch gì nó cũng không ra hết, chừng nào các bác xây như vậy nó mới mở ra. Đó nó được một cái là xịn sò đây các bác thấy không? Cộng mới 100% chưa có qua sử dụng luôn, mới chát mới tinh nè, chữ Nhật. Thì bác nào mình có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại 0919407501 nha. Hiện tại là em đang bán, là em nhắc lại là giá 170k một ổ, 5 m xịn sò mới tinh chưa qua sử dụng, 2 ổ thì 340.000 cộng tiền ship, một ổ thì cũng cộng tiền ship, khi các bác mua 3 ổ là với giá là 500.000 miễn phí ship, và đặc biệt là khách sỉ 6 ổ 900.000 cộng 200 miễn phí ship. Rồi thì em cảm ơn các bác theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bác ở video sau. Chúc các bác xem video vui vẻ, nhiều sức khỏe, xem được video nhớ đăng ký kênh, nhấn nút like ủng hộ em. Cảm ơn các bác.